Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau đến với chủ đề những dấu hiệu mà con gái muốn bạn để ý đến cô ấy nhé. Các bạn thân mến, trong tình yêu, con gái là những người thích thầm nhiều hơn con trai. Họ không bao giờ biến cảm giác của mình thành tiếng nói. Khi một cô gái thích người con trai nào đó, tất nhiên họ không thể là người thổ lộ trước, đúng không ạ? Tuy nhiên, họ sẽ có những cái dấu hiệu ngầm hoặc là những cái hành động cho người con trai biết rằng là họ đang thích anh ấy, muốn anh ấy để ý đến mình. Vậy đó là những dấu hiệu nào? Mình sẽ chia sẻ với các bạn ngay sau đây nha. Dấu hiệu thứ nhất ý, là cô ấy thường xuyên xuất hiện ở những nơi bạn đến. Bạn vô tình nhận thấy rằng là cô ấy thường xuyên có mặt ở những nơi mà bạn đến. Tất nhiên, trừ lớp học hay là nơi mà bạn và cô ấy làm việc cùng nhau ra. Nhưng ở một nơi mà cô ấy không có lý do gì để có mặt ở đó, mà cô ấy lại thường xuyên xuất hiện thì cũng đáng để bạn đặt câu hỏi, đúng không ạ? Đặc biệt là khi đó, cô ấy thường xuyên tiến lại gần bạn, luôn di chuyển đến vị trí mà tầm mắt của bạn dễ quan sát thấy cô ấy nhất. Người ta cho rằng sự gần gũi nhau, nhìn thấy nhau thường xuyên ấy sẽ làm tăng khả năng xuất hiện một mối quan hệ. Thế nên khi cô ấy bị thu hút bởi bạn, cô ấy sẽ tìm mọi cách để xuất hiện trước mặt bạn. Có thể có những cái trường hợp ngoại lệ, nhưng nếu một lúc nào đó bạn chợt nghĩ trong đầu rằng sao mình hay gặp cô ấy thế nhỉ, thì giữa hai bạn đã tồn tại một mắt xích của mối quan hệ rồi đấy. Hãy nhớ điều đó nhé. Dấu hiệu thứ hai là cô ấy nhìn bạn và cười ngay cả khi bạn đang nói chuyện rất nghiêm túc. Mình ví dụ bạn đang trò chuyện với một nhóm người, trong đó có cô ấy chẳng hạn, nhưng chỉ có cô ấy nhìn chăm chú vào bạn và cười. Thậm chí là câu chuyện bạn kể chẳng có điều gì hài hước cả. Vì sao cô ấy lại cười và nhìn bạn? Đây có thể là một bí mật của cô ấy. Điều đó có nghĩa là cô ấy rất chú ý đến những gì bạn nói ra. Câu chuyện gì bạn nói đối với cá nhân cô ấy cũng là niềm vui và nó thu hút cô ấy. Bởi vậy, một cô gái chăm chú nghe câu chuyện của bạn và thể hiện cảm xúc hay những cái hành động như là mỉm cười chứng tỏ cô ấy thích bạn và muốn bạn biết điều đó. Dấu hiệu thứ ba ấy là cô ấy tỏ ra dễ thương khi ở gần bên bạn. Các bạn thân mến, có những cô gái rất là kỳ lạ, họ thay đổi tính cách như thời tiết vậy. Khi bên cạnh những người khác, họ sẵn sàng xù lông nhím lên với họ, cô ấy sẵn sàng to tiếng hay là tranh cãi nảy lửa về một vấn đề gì đó. Thế nhưng khi ở bên cạnh bạn ấy, thì họ lại hiền dịu, dễ thương như là một con mèo. Họ thậm chí là trở về với bộ dạng của một thiếu nữ e lệ, dịu dàng đến khó tin. Chỉ có thể giải thích cho điều này là vì cô ấy đang thích bạn và muốn bạn chú ý. Cô ấy muốn bạn biết rằng là cô ấy khác biệt như thế nào khi ở bên cạnh bạn, đúng không? Và bạn chính là nguyên nhân khiến cho cô ấy thay đổi. Do vậy, khi một cô gái thường ngày rất dữ dội, rất sôi nổi, nhưng khi ở gần bạn thì cô ấy lại dịu dàng, ngượng ngùng, thì chắc chắn là cô ấy đã thích bạn và muốn bạn cũng để ý đến cô ấy các bạn nhé. Dấu hiệu thứ tư mà cô gái đang ngầm muốn bạn để ý đến cô ấy là cô ấy thay đổi phong cách thời trang hoặc tô son khi ở gần bạn. Các bạn thân mến, khi mà cô gái bình thường không mấy khi tô son hoặc phong cách ăn mặc cũng rất là bình thường. Nhưng khi cô ấy gặp bạn, cô ấy bỗng dưng thay đổi lại phong cách của mình. Ví dụ, ngày thường ít khi cô ấy mặc váy và tô son, nhưng khi hẹn gặp bạn thì cô ấy lại mặc váy và tô son đỏ chẳng hạn. Cô ấy đang muốn bạn chú ý đến cô ấy nhiều hơn. Con gái khi muốn người con trai để ý đến mình thì bao giờ cũng muốn thay đổi một chút gì đó về ngoại hình bên ngoài, trong đó có cái việc thay đổi cách ăn mặc và làm cho khuôn mặt ưa nhìn lên một chút. Một cô gái tô son đỏ khi gặp bạn chứng tỏ là cô ấy muốn bạn chú ý đến một cái điểm nhấn nào đó trên khuôn mặt của cô ấy. Mặt khác, tô son cũng khiến cho cô gái trở nên quyến rũ hơn, lôi cuốn hơn trước mắt đàn ông. Dấu hiệu thứ 5 mà một cô gái đang muốn bạn chú ý đến cô ấy là cô ấy thường xuyên muốn kết nối với bạn qua mạng xã hội hoặc là điện thoại. Cô ấy thường xuyên tương tác, like cái trạng thái của bạn trên mạng xã hội. Thậm chí là cô ấy bình luận vu vơ với những cái icon vui nhộn chẳng hạn. Có thể là cô ấy đang muốn xuất hiện nhiều hơn trong suy nghĩ của bạn, hoặc cô ấy nhắn tin, gọi điện cho bạn,
chỉ hỏi những cái việc mà cô ấy có thể hỏi nhiều người khác cũng được. Đặc biệt là những cái tin nhắn hay cuộc gọi sau 10 giờ đêm của cô ấy tới bạn thì rất là đáng nghi ngờ. Rất có thể là cô ấy muốn nghe giọng nói của bạn hoặc muốn trò chuyện với bạn để đi vào giấc ngủ với cảm giác không còn nhớ nhung nữa. Mặt khác ấy, thì những cái tin nhắn vào cái thời điểm nhạy cảm như vậy thì cũng khiến cho bạn nghĩ đến cô ấy nhiều hơn, đúng không ạ? Vì vậy, khi cô ấy cố gắng để kết nối với bạn, có nghĩa là cô ấy đang muốn bạn chú ý đến cô ấy. Có thể là một cái lý do nào khác, nhưng theo mình thì lý do trên có khả năng rất là cao. Dấu hiệu thứ 6 mà con gái muốn bạn để ý tới cô ấy là cô ấy sẽ hỏi những người khác về thông tin của bạn. Mình ví dụ, cô ấy quen với một người bạn nào đó của bạn. Cô ấy biết rằng là người ấy rất thân với bạn và hay trò chuyện với bạn chẳng hạn. Thì cô ấy sẽ tìm mọi cách để hỏi người đó về bạn. Không phải tự nhiên mà cô ấy lại hỏi người bạn thân của bạn đâu ạ. Cô ấy biết rằng khả năng rất cao là người bạn ấy có thể sẽ kể lại cái chuyện này cho bạn nghe, đúng không ạ? Cô ấy muốn thông qua người bạn của bạn để truyền tới bạn rằng là cô ấy đang quan tâm tới bạn và khiến bạn chú ý tới cô ấy. Các bạn thân mến, dù vô tình hay là cố ý, nhưng bằng một cách nào đó, các cô gái khi thích một chàng trai thì luôn nhắc đến người đó, luôn muốn thăm dò thông tin về chàng trai đó. Các cô gái thường tỏ ra rất tò mò về cuộc sống riêng của một chàng trai mà cô ấy thích. Thế nên, khi một cô gái thích một người con trai, cô ấy sẽ tìm mọi cách để thu thập những cái thông tin liên quan đến người con trai ấy, như là về gia đình này, quê quán, tuổi tác và sở thích vân vân. Cô ấy sẽ hỏi những người khác biết những cái thông tin này vừa với cái mục đích là thỏa mãn tính tò mò của mình và vừa muốn cho chàng trai biết rằng là cô ấy đang để ý tới anh ấy và muốn anh ấy quan tâm tới mình. Dấu hiệu thứ 7 là cô ấy chủ động kể cho bạn nghe những cái bí mật của cá nhân cô ấy hoặc gia đình cô ấy. Các bạn thân mến, khi mà cô gái kể cho bạn nghe những chuyện về cá nhân hay là gia đình cô ấy thì chứng tỏ rằng là cô ấy đang tin tưởng bạn. Và khi cô ấy tin tưởng bạn thì chắc chắn một điều rằng là cô ấy thích bạn. Đặc biệt là khi cô ấy tiết lộ cho bạn về những cái dự định, kế hoạch mà cô ấy sẽ thực hiện trong tương lai ấy, thì cô ấy đang muốn bạn là một phần trong kế hoạch đó. Không tự dưng mà một cô gái lại cho một chàng trai biết về kế hoạch hay là ước mơ của mình trong tương lai, đúng không ạ? Cô ấy không chỉ coi bạn là bạn bè thông thường mà là muốn nhiều hơn thế. Bên cạnh đó, khi kể cho bạn nghe những cái dự định của cô ấy thì cô ấy cũng muốn thăm dò phản ứng của bạn về những kế hoạch đó, xem bạn có hào hứng với nó hay không. Mình khẳng định rằng một cô gái không thích bạn sẽ không bao giờ làm điều đó các bạn nhé. Dấu hiệu cuối cùng là cô ấy cố gắng giao tiếp bằng mắt nhiều nhất có thể với bạn. Bạn có thể vô tình chạm vào mắt cô ấy giữa đám đông và bạn nhận ra rằng là cô ấy đang nhìn bạn từ nãy tới giờ. Như mình đã nói, khi yêu ấy, con gái không thể biến cảm xúc thành lời nói, nên họ sẽ dùng những cái hành động của cơ thể để truyền tải những cái suy nghĩ của mình. Ngoài những hành động cụ thể thì ánh mắt chính là dấu hiệu quan trọng để nhận biết cái điều đó. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đúng không ạ? Chỉ cần qua ánh mắt, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều điều trong suy nghĩ của một cô gái. Khi một cô gái thường xuyên dõi mắt nhìn bạn, nhưng khi bạn nhìn lại thì cô ấy vội vàng quay đi hướng khác và cô ấy vẫn nhìn bạn nhưng ngại ngùng hoặc đỏ mặt thì chứng tỏ rằng là cô ấy đang chú ý đến bạn và đang rất thích bạn, nhưng chỉ có thể dùng ánh mắt để ngầm nói điều đó với bạn mà thôi. Các bạn thân mến, khi con gái yêu ấy thì bản thân họ có rất nhiều những cái thay đổi cả về ngoại hình bên ngoài lẫn tính cách bên trong. Chỉ cần tinh tế một chút thôi là các bạn có thể dễ dàng nhận thấy được điều đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Mình hy vọng rằng qua chủ đề lần này có thể giải đáp những cái băn khoăn của bạn về tình cảm của một cô gái dành cho mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các chủ đề tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.